Kia Carni One nha, này mình thay dàn hero cam và đạn tăng đưa cam luôn, rồi dây tổng hoài luôn nha. Đây dây tổng nè, mấy cái bánh tăng bánh chịu. Điện kêu hết. Và mà thay mấy cái chụp này, chụp cam bể nè. Thay hết mới chụp nha. Là nó có hai sợi sao nha. Một sợi cam, một sao, một sợi cam, hai sợi với một sợi đầu. Một sợi đầu này là ba sợi, sợi hoài là bốn sợi nha. Giờ tiến hành mình tháo vô cam ra. Nó còn một sợi nằm trong đây như nắp vừa đây mày chích keo á, hàng lại cái nắp mũ dục cam nó hư hết rồi. Đây nó tuôn gãy, con này nè, con này cũng nó tuôn mũ luôn, mổ vô mày dặn nó, dặn xoay nó đi tròn luôn nè. Không ra được. Nó về tuôn cái cốt này, tóc mũ này, cốt mũ này. Nó tuôn rồi. Giờ nó thay vô cam thấy cái mũ ra nước này phải nảy. Dặn không ra nó nắp về luôn. Nắp sau này thì dặn không ra luôn. Nảy thì nảy ra nè, nó sẽ bể ra. Nó tuôn luôn nè. Tuôn cái cốt mũ này nè. Dặn đâu ra được đâu. Này ốp này nắp mày thay hết mới được. Đó, ba con mày không còn nào dặn ra. Thua. Tháo thay đồ cam này là tháo hết cái phần limo với phần dây lực ra nha. Đây có một cái đế nằm cái mặt này nè, mức này nè, phải tháo cái đế này ra và tháo phần dây lực limo ra mới được nha. Thì ai chừng mấy giờ chống là mới được, mới thay đồ cam đầu này. Tháo họ bắt nó bằng ra rồi ăn vô bờ cái mặt bích cam này luôn, hai con này, nó hai con này. Tháo bắt này, đây bắt nó lạnh này. Ăn vô chân vô cái băng mặt bích cam này, hai con hai bên nè, rồi tháo ra mới nghe được. Đừng cái bắt này nó ra đó, mặt bích luôn. Đây là dấu cốt nha. Ngày dấu chấm thì dấu gạch đó, ăn hết lõm thì miếng chạnh thấy không, đẹp cái này đó, ngay nè con miếng là ngay giống tên này là dấu cốt nha. Ở đây ngay dấu gạch này với là dấu cốt. Ăn này mũi tên này dấu là ăn miếng nè. Sao mũi tên không? Này lõm nè, dấu cốt nha. Cái dấu khiển nè. Đây, dấu bánh gần này. Này dấu cho dấu miếng hổ miếng này. Dấu này và ăn cái mũi tên này. Trong nha. Đây. Ngay mũi nè, mũi tên này. Và ngay đây. Đây một cái hõm nè. Có khứa nè, đây nè, thấy không? Có khứa nè. Đây đặng ngay dấu gạch. Rồi phần sau bánh ngang sau nha.
đây ngay khứa này, mày đây. Còn đây ngay vô khứa này, mày đây. Trong đó cũng vậy luôn, như mắt nếu như ở ngoài thôi. Còn bánh răng ở dưới nằm dốc dưới đây, cũng giấu nè. Ở dưới đó. Đây phần tăng đưa nè, tăng đưa cho cam nè. Đây con mình đã báo 12 nè, hai con. Đó, hai con này là hai cái cố tăng cùng tăng đưa này. Cái con tăng đưa này. Mấy cái dấu nè. Giờ tháo cái, giờ tháo cái nhông ra, mình lấy cái ốp này ra mình thay nha, bẻ nè. Coi kiếm hàng có mình thay cái ốp này nó luôn. Này nó có hai lỗ acro nè, tháo để ý nha. Acro nào cũng nằm ở trên L nè. Trên L nè, nằm ngay chỗ acro này. Đứng là bên nào? Đó. Đây là acro nha, acro nè, là đây nó hai bên nè, quay chứa LG nha, LG nè, đó, acro quay thì chứa LG, và đây là trên L nha, acro quay trên L, đây trên L nè. Hoài bằng thời gian đầu lo cam mà mình đã tháo hết nha anh em. Thế rồi từ tới phần sau. Đây là phần sau, lo cam phần sau nha. Tìm cái gì lo cam. Từ sau nha, chứ không có đang đưa. Cái hai con bắt vui cam sau. Acro thấy không, anh thấy nó có ba đường rãnh đó, anh em để ý tháo ra đi nha, cái bỏ lộn là mất mệt lắm nha anh em. Acro nè, cái ai đi, còn nó đánh dưới đây đó, acro đó thấy không, quăng quay chứ a luôn nha anh em, mày quay chứ a ngay dấu luôn đây. Đây cơm nước, bơm nước mới nè. Đây là một sợi cam lớn nè. Đó, đây hai sợi cam nhỏ nè. Một sợi dây ro tổng hoài nè. Đây là mấy ốp cam nha. Ốp cam đó nè. Đó. Bên đây là mặt với mặt đạn nè. Đạn hoài nè. Đây đang chịu video cam quà cam trước nè, cái này cái tăng đưa cam trước nè, cái này là cái đạn nè, đang tăng đưa cam sau nè, cam trước nè. Đủ nha,
Như cam đầu mình đã đặt nhanh đi. Mình bơm nước thay với cái đạn chịu thay, cái đạn tăng đưa mình thay luôn nha. Nó hư dấu nè, rút cốt nè, đó ngay dấu ngay mặt trăng á. Đây dấu đây và ngay mũi tên này, phải trong lên nha nha. Đó dấu này nè, ngay cứu này nè, tay mình quay thì nó xéo xéo không có gõ nha. Đây bây giờ tới phần trang mặt sau nha. Đây mặt sau nè, ở đây ngay dấu, ngay dấu chấm nè, không là ngay dấu khứa này. Đây ngay chấm này, ngay ngay cái dấu này, đó, cái này bây giờ mình đang tăng nè, muốn tăng dây này thì mình bỏ mình siết luôn thì chạy thời gian cái dây nó dùng nó sẽ vũ nha. Mình tăng nhẹ là chút, kéo nhẹ nè, đó thấy không, kéo nhẹ xíu thôi nha, xíu rồi căng quá anh hú dây nha anh em. Cái giác nè, nó nhích nhẹ lên xíu ở gì đó là siết lóc kê cái con tăng đưa lại con 14 nha, là được anh em. Nó căng dây, nó hơi căng một chút, chạy về bữa này mới nó hơi giải nhẹ đây vừa, còn có cái trong kia thì mình chưa có đặt nha. Giờ cái ngành giờ mình đặt cái dây cam trong đó luôn, nó nhỏ nằm đóng nó chưa có đặt. Còn video cam mình đã bắt xong nha, ngay dấu hết mình đã quay hai vòng của cá, hai vòng của máy, một vòng của cam là chuẩn hết rồi. Còn sau thì ngay hết luôn nha, dấu dấu đây, còn tụi mày bắt luôn rồi nha. Mà bắt máy ốp vô lại, bắt máy ốp lại nha anh em. Cái tê nè, dấu cái tê đây, và đó ốp mặt bít trước và mặt cam rồi ốp hết đi nha, và mình bắt ốp lạnh rồi mình bắt hết rồi. Thì hành cho cái bát đi môi của chị được đây nha. Đây cái bát đi mua vậy được, đó đi ro đường đi ro cam anh em, thôi dây ro hoài nha, đường đi ro hoài nè. Đã gấp xong nổ nha anh em vô sờ bù luôn, gấp ra thử anh em xem nghe nha. Mấy nó im ru luôn.